À, chào mọi người nha, mình đang ở một cái góc chợ tự phát ở xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Nó là ở đường huyện 33 á mọi người, ngay quốc lộ 1A luôn nè. Ngay quốc lộ 1A luôn, có một cái con đường nhỏ quẹo vô như thế này. Con đường này tên là đường huyện 33. À, tuy là chợ tự phát nhưng mà mình thấy bán đầy đủ mặt hàng, mình đã chạy hết một cái góc chợ này rồi. Bán đầy đủ mặt hàng luôn, mà bán rất là nhiều luôn. Nói chung là cũng đầy đủ mặt hàng cho mọi người mua tất cả những nhu cầu đầy đủ ở đây. Nó bán còn nhiều hơn mấy cái chợ nhỏ nhỏ nữa mọi người. Này buổi sáng sớm nên người ta đi chợ khá là đông. Là chợ tự phát cho nên người ta không có gửi xe đâu, mà người ta chạy xe đi chợ luôn á. Đó là một cái con đường dọc một cái con kênh, hai bên trồng dừa quá chừng luôn. Rồi người ta bán quần áo, bán đồ, thì bán dao nè, bán đầy đủ luôn mọi người, bán trái cây. Trái cây dưa hấu đó. Nó nằm tuốt ở phía này cũng có nè. À hết rồi, cái đây là dài lắm nha mọi người, mình phải chạy xe á, nếu mà đi bộ thì hết thì cũng khoảng tầm 15 phút á, lên đây về khoảng 15 phút. Đây mình quanh lại bên hướng này nha, hướng này bên này chị bán rau. Chợ này thực sự mình không có đi bộ để quay được, tại vì không biết để xe ở đâu hết. Mình thấy như bán khô lạp xưởng rồi đó mọi người. Mọi người nghe người ta để loa người ta rao quá chừng không? Ây dạ. Bán ốc cá biển rồi nè mọi người. Ở đây sáng sớm cho nên người ta đi chợ đông lắm, cho nên mình cũng khó quay lắm. Bán xôi nữa rồi mọi người, xôi chè. Rồi mình quay hết hai bên đường rồi mọi người. Rồi bye bye mọi người.